trước là do gia đình của ông xã chị hay ăn cá lóc tiền của bác hồi xưa á, thì giờ ông nhớ là ông đưa ông nội hay ăn, rồi như là góp ý với tôi là nấu cái món đó ra để bán gì đó. Thì khi mà nấu ra thì khách ta ăn ok, mà ở nhà là mua những cái phụ liệu là toàn là đồ ngon không à. Nó có củ sen, rồi hà thảo, rồi kỷ tử, táo. Đại khái là nó có cũng có nhiều cái bổ máu, lưu thông máu huyết, rồi tốt cho xương khớp, rồi xương khung, đương quy này nọ. Mình phải hầm bằng nồi xúc. Tại vì củ sen là nó lâu mềm lắm.